Lê Chí Vũ xin chào tất cả các anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Lê Chí Vũ trân trọng giới thiệu đến các anh chị một số cái giỏ lan thuần phục vụ anh chị về trưng hoa Tết các anh chị nhé. Xin mời mọi người xem video. Anh chị ưng cây như nào thì cứ vui lòng liên hệ với Lê Chí Vũ qua số Zalo là 0945 827 636. Cảm ơn các anh chị. Mời anh chị xem video nhé. Giới thiệu với các anh chị, đây là cái cây hồng cánh sen các chị nhé. Hồng cánh sen, các cái cây này thì phục vụ chị đều cho hoa Tết hết. Các cây đều ít nhất là hai vòi hoa hết các chị nhé. Hoa này là hoa chuẩn Tết luôn. Đây này, nụ bây giờ bắt đầu mới đang nứt bằng hạt đậu tương. Đấy, cái tầm này là bây giờ là phù hợp là vào Tết luôn. Đấy, như cái này hai nụ này, ít nhất là hai nụ. Đó. Các cây như này Linh Vũ bán đồng giá 380.000 các chị nhé. Đơn giá đã bao gồm cước vận chuyển đến tay mọi người rồi. 380.000 một cây. Đấy, cây thì nó như này, đều như này. Đây là hồng cánh sen các chị. Hồng cánh sen này 380.000 các chị. 380.000 một cây. Các anh chị muốn sưu tầm vui lòng để lại số liên hệ với Linh Chí Vũ qua số điện thoại là 0945 827 636 các chị nhé. Cái cỡ thứ nhất là hồng cánh sen 380. Đó, ít nhất là hai vòi hoa vào Tết hết. Đấy, cây như này. Đấy, rất là ok. Đấy, cỡ như này. Đồng giá là 380 các anh chị. Dạ, tiếp theo là giới thiệu với anh chị cái dòng lan thái bóc nhé. Lan thái các cỡ cây như này anh chị. Nó rất nhiều size, nhiều cỡ khác nhau. Đó. Nó hơi bị mất lá chân một xíu. Giá của nó 350.000 một kg anh chị nhé. Bỏ lên cân hết anh chị, bán theo cân, bán theo kg nhé. 350. Cây như này. Cây to cũng có, cây nhỏ cũng có. Anh chị muốn lấy cây to thì chị báo lấy cây to, các chị lấy cây nhỏ, anh chị báo lấy cây nhỏ. Rất là nhiều màu khác nhau để chị lựa chọn. Cái hàng bóc này thì lưu ý là không có hồng cánh sen bóc anh chị. Các màu khác đều có. Chỉ có hồng cánh sen là không có thôi. Đây là cái dòng sản phẩm thứ hai là dòng lan thái bóc anh chị. Cứ 350.000 một kg. Đó. Đơn giá đã bao gồm cước vận chuyển đến tay mọi người rồi. Đó, các cỡ cây như này thì giá của nó là 350. Đấy, còn là cỡ cây thì hai cây cũng có, hai cây một cân, ba cây một cân, năm sáu cây một cân đều có. Đấy, mình sẽ lựa phục vụ anh chị. Cái dòng này thì nó ít phân thuốc và về chăm nhàn lắm, nó ra dễ ẩm ẩm, tự để tự nhiên nó cũng ra. Đây các anh chị này. Đó, có những cây mà Linh Chí Vũ để mới có mấy hôm đã nhú rễ mới này, này đó, nó tự nhiên nó ra thôi, không phải kích kiếc à. Dòng này nó chăm rất là tự nhiên các chị, chăm tự nhiên lắm, không có nặng nề về phân thuốc, cho nên là các anh chị chăm về chăm đến nhà, nhiều cỡ nhiều size nhiều màu các chị nhá, nhiều màu lẫn lộn. Ghép trụ 350.000 một kg, đơn giá đã bao gồm cước vận chuyển. Tiếp theo là cái cũng là hồng cánh sen các chị. Đấy, các cỡ cây như này này. Dòng lá ngắn, lá mít rất là đẹp. Đồng giá các chị nhé. Cái dòng sản phẩm thứ 3. 480.000 một cây. 480.000 dòng lá ngắn. 480 nhé. Dòng lá mít, lá ngắn rất là đẹp. Đó, cái gì đâu. 480.000 một cây. Đơn giá đã bao gồm cước vận chuyển hết rồi. Đến tay các anh chị. Cái này thì Linh Chí Vũ xuất xỉ nhiều, cái dòng này là đang để hong cây đây, hong cây cho khô để xuất xỉ đi đây. Người bán đồng giá gửi đến tay chị bao cước là 480.000 một cây nhé. Đây hồng cánh sen, dòng này hoa vào Tết hết, mỗi cây đều hai nụ hết đó các anh chị. Tầm bây giờ bắt đầu nứt nụ là chuẩn Tết luôn rồi. Đó, các cây đều nhau hết và lá không chê được, rất là đẹp. Đây là mình đang hong cây cho nó khô. À, chuẩn bị đám gửi đi đây. Đây hồng cánh sen này. 480.000 anh chị nhé. Đơn giá đã bao gồm cước vận chuyển hết rồi. Đây là dòng sản phẩm thứ 3.
Đó, dòng sản phẩm thứ tư giới thiệu chị là cái cây thuần dương củ gỗ, giò hai ngọn như này chị nhé, 400.000 bao cước. Giò này thì cũng phục vụ chị hoa trưng Tết. Đó, như cây này cũng được như một cây như này và ba bông luôn, đang nứt rồi, ba nụ. Giò này mình bán đồng giá chị nhé, 400.000 một cục, hai ngọn như này. Có rất là nhiều màu khác nhau để chị xem xét lựa chọn. Đó, các chị muốn sưu tầm thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0945 827 636. Đơn giá 400.000 đã bao gồm cước vận chuyển hết rồi, đến tay các anh chị nhé. Và hai cây đang thuần trưng củ gỗ đang phát triển rất là tốt. Cảm ơn mọi người. 0945 827 636 ạ.